Vâng, và hôm nay mình sẽ đem đến bạn bài một hộp series Hero 7 là Black, Silver và White. Cái này dành cho người da đen, cái này dành cho người da trắng. Và cái này dành cho Silver Surfer, một siêu anh hùng trong Marvel. Và chúng ta sẽ cùng mở hộp nó. Cái cách đóng hộp của các sản phẩm GoPro thì không thay đổi nhiều từ cái chiếc GoPro Hero 6 lần trước mình có mua và mình có review cho các bạn rồi á. Thì các bạn thấy là bên trên của nó sẽ là một cái hộp bằng nhựa trong suốt rất là cứng. Ở bên dưới chúng ta sẽ chính là cái sản phẩm này. Và đây là Hero 7 White. Ok, bây giờ mình đang có ở đây 3 model của chúng ta. Về thiết kế thì mình sử dụng GoPro Hero 6 mà thằng Ngọc nó mượn chưa trả. Giống hệt nhau và các bạn chỉ thì phân biệt bằng cái cách là bên trái nó sẽ ghi tên model mà thôi. Và với model GoPro Hero 7 Black là cái mẫu mà cao cấp nhất, sẽ được đi kèm với một công nghệ là Hyper Smooth chống rung điện tử. Mà theo như nhà sáng lập đã xạo rằng, nhà sáng lập đã nói rằng nó là khả năng chống rung tốt nhất hiện tại trên tất cả các thiết bị máy ảnh. Mình sẽ có một cái bài thực nghiệm để so sánh nó với lại cái chiếc GoPro Hero 6 của mình xem như thế nào, xem có chuẩn như thế không. Và đối với các cái sản phẩm này thì chia ra nhiều mức giá bán. Ví dụ như các bạn thấy với con Hero 7 thì các bạn sẽ có camera 12MP, quay 4K 60fps, và đây là một cái con số rất là cao. Ngoài ra các bạn còn có xuống độ sâu lên tới là 10m này, và nó sẽ cho phép chúng ta là livestream được thông qua các nền tảng như là YouTube, Twitter, vân vân và vân vân. Màn hình của nó là cảm ứng, có khả năng quay slow motion lên tới 8 lần và có GPS, chụp ảnh HDR, và chúng ta còn có một tính năng rất là độc đáo. Với tính năng này thì nó học hỏi từ AI tương tự như smartphone là Super Photo, thì nó sẽ cho ra một cái ảnh được sử dụng AI cho ảnh đẹp hơn, ấn tượng hơn, HDR hay bổ sung mọi thứ vào. Nói chung là các bạn sẽ không cần phải chỉnh sửa quá nhiều. Đến với chiếc Silver thì chúng ta sẽ có là camera 10MP, vẫn quay 4K nhưng lúc này chỉ còn là 30fps. Nó sẽ xuống ở độ sâu 10m và chúng ta sẽ có quay slow motion chỉ là 2x, và mọi người sẽ có tính năng GPS chứ nó không còn có là Hyper Smooth và không có khả năng livestream giống như là cái chiếc Black. Và cuối cùng là cái chiếc Hero 7 White thì phiên bản này vẫn là camera 10MP, tuy nhiên thì chúng ta sẽ chỉ còn quay Full HD 60fps, không còn khả năng quay 4K. Độ sâu kháng nước của nó cũng là ở 10m, ở slow motion là 2x và có màn hình cảm ứng chứ không còn có hỗ trợ GPS nữa rồi. Như vậy là với cái 3 phiên bản này thì về cơ bản các bạn thấy là cái chức năng và cũng như giá thành nó đã quy định rất là rõ rệt. Mình có mượn tại bên Techzone thì anh em thể truy cập vào link mô tả bên dưới tham khảo giá bán cụ thể ở bên Techzone xem như thế nào. Mình đang sử dụng cái chiếc Hero 6 thì mình thấy là cái hạn chế là quay lên nóng rất là nhanh và có một số cái lỗi vặt khi mà bị nóng lên như bị đơ, bị treo, và hy vọng với phiên bản này thì sẽ cải thiện một cách rõ rệt hơn cho mọi người. Nếu các bạn nào có ý định mua một cái chiếc action cam để mà đi quay khi đi du lịch, đi chơi các thứ thì mình rõ ràng đánh giá cao GoPro vẫn là độc tôn về cái hiệu suất khi làm và cũng như là cái chất lượng quay, đặc biệt bây giờ nâng cấp thêm cái khả năng chống rung ấn tượng, thì mình sẽ dùng thử nó một thời gian xem như nào và chia sẻ nhanh với mọi người. Và các bạn thích đừng quên like cho em bè, hẹn gặp lại các bạn cái video sau. Thực tế là mình nghĩ cái nhóm đối tượng sử dụng cái GoPro Hero này là nó có lẽ các bạn xem video mình nghĩ tỷ lệ không nhiều, bởi vì sao? Với mức giá bán mà 10 triệu của một chiếc là các bạn hoàn toàn có thể mua được là một chiếc smartphone để các bạn có thể phục vụ đại đa số cái nhu cầu này. Những bạn nào thực sự cao như làm vlog giống như mình thì còn được.